Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai vẫn quay trở lại cái cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ. Quý vị biết trong tuần lễ này và những tuần tới, ông Trump vẫn đang bị xét xử cho 34 tội danh từ cái vụ án của à, cô Tommy Daniel, vụ án gọi là à, tiền bịt miệng, hush money. Thì quý vị, vụ án này đang diễn ra và ông trump có nguy cơ sẽ bị vi phạm tội khinh thường luật và khinh thường tòa án khi mà ông bị một cái gap order tức là tôi tạm gọi đây là cái lệnh bịt miệng của quan tòa không cho phép ông nói gì tới những nhân vật ở trong cái phiên tòa cả và ngày hôm à, mở đầu trong cái buổi à, xét xử hôm thứ hai thì ông trump đã lên tiếng mạnh mẽ và bất chấp cái gap order từ ông quan tòa nay thì ông có thể sẽ bị à, khép tội khinh thường tòa án trong lúc mà phiên xử đang diễn ra và quý vị, phiên xử này thì tôi đã nói rõ cho quý vị biết nó từ một cái ta, một cái vụ án dân sự bây giờ đã được ông Avin Pratt tức là công tố viên của Manhattan đã à, phù phép trở thành một cái vụ án hình sự để truy tố ông Trump. Thì quý vị, vụ án này vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn cũng đã được chọn và giống như tôi nói, những bồi thẩm đoàn được chọn này gần như là họ chỉ là một cái à, vở kịch là họ sẽ định tội sẵn với ông Trump rồi. Có nghĩa là ông Trump chắc chắn sẽ bị kết tội rồi. Không thoát được quý vị. Còn vấn đề kết án thì chúng ta chưa biết chừng nào sẽ kết án. Nhưng trong số bồi thẩm đoàn có thể đi tới tình trạng là cái kỹ thuật của họ là có thể có một vài người trong bồi thẩm đoàn họ sẽ cương quyết gọi là à, nói rằng ông Trump vô tội. Và theo quy tắc của tòa án, 12 bồi thẩm đoàn phải thống nhất thì mới kết tội được. Thì cái chiến thuật mà kéo dài thay vì 6 tuần lễ kéo dài hơn khiến cho những người trong bồi thẩm đoàn mệt mỏi, cuối cùng sẽ chấp nhận cái kết quả là kết tội ông Trump. Đây là cái kịch bản mà nó đã được soạn sẵn cho vở kịch này. Do đó thì về cái nội dung của cái vụ án này thì tôi không nói. Tuy nhiên, giống như tôi nói trước đây là càng tấn công ông Trump thì cái mức ủng hộ ông càng cao hơn kể từ khi mà ông tuyên bố ra tái tranh cử chức tổng thống và vào tháng 12 năm 2022. Quý vị biết là từ tháng 12 năm 2022 thì ông Trump đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống và ngay sau khi ông tuyên bố ra tranh cử thì tất cả các vụ án truy tố nhắm vào ông đều bùng nổ cả và cứ một cái bản cáo trạng đưa ra thì mức điểm của ông Trump lại tăng lên. Lại tăng lên và trong tuần lễ này trong lúc đang có phiên xử ông Trump thì quý vị mức điểm của ông lại tăng lên và ông à, hai cuộc thăm dò được tung ra một cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal một cuộc thăm dò của trường học Quinnipiac cho thấy là ông Trump vẫn gác Joe Biden à, trong tất cả những cái uh, cuộc thăm dò trong tháng 4. quý vị Đầu tiên hết là bản tin của hãng thông tấn Reuters trăm dẫn trước cho bên ở các tiểu bang chiến lược tại Hoa Kỳ theo cuộc thăm dò của Wall Street Journal đã đưa ra. Trong đó thì bản tin từ Washington cho biết là ứng cử viên tổng thống của Donald Trump đã dẫn trước ông tổng thống đương nhiệm là 6 tiểu bang chiến lược trong năm 2024 trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo tường trình của Wall Street Journal đã công bố cuộc thăm dò vào ngày thứ tư chỉ ra sự lo ngại về vấn đề kinh tế ở dưới quyền của Biden ông trump đã dẫn trước cho anh từ 2 điểm cho tới 8 điểm ở trong tất cả các cử tri ở pennsylvania michigan arizona nevada north carolina và georgia và gần như là nếu như mà có thêm một ứng cử viên của đảng thứ ba hoặc độc lập thì cho thấy là ông trump còn dắt xa hơn và tương tự như vậy và trong tại Wisconsin thì nơi được xem là một cái tiểu bang thứ bảy thì cái con số khá khá là sát nút. Ông Biden đã dẫn trước 3 điểm ở đây so với tất cả các ứng cử viên và trong cái cuộc mà gọi là đối đầu với ông Trump và Joe Biden đang tái tranh cử và gần như là các cử tri lo ngại về vấn đề kinh tế, bất kể là việc làm đã tăng vấn đề chi phí của sức khỏe là đã được à Đảng Cộng hòa gia và cái việc mà gọi là gia tăng về GDP. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái con số mà Street Journal đưa ra cho cho thấy là ông biden đã thua ông Trump tới 6 điểm từ 2 điểm tới 6 điểm trong 6 tiểu bang chiến lược. Trong khi đó, một cuộc thăm dò mới nhất của trường đại học Winnipeg cho thấy là sự ủng hộ dẫn đầu của Joe Biden đã biến mất à, mặc dù ông Trump vẫn đang bị xét xử trong một cái phiên tòa, quý vị. <laughs> cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là <laughs> sự dẫn đầu của Joe Biden đã biến mất trong lúc mà ông Trump đang bị xét xử. Một cuộc thăm dò của trường Winnipeg University à, công bố vào ngày thứ tư cho thấy là mức ủng hộ của ông Joe Biden dẫn trước ông Trump đã biến mất bất kể ông Trump đang bị xét xử về tội hình sự tại New York và phiên này tử này với 34 tội danh à, trong cái vấn đề cáo buộc ông và trong đó thì à trong cái cuộc chạy đua này thì ông Trump và Joe Biden đã có cái mức sát sao là 46%. Tuy nhiên hai người đàn ông này vẫn có cái mối quan hệ có cái cuộc cạnh tranh, tranh khá là khát khao, sát sát là 37% trong số những và trong đó có bao gồm luôn cả các ứng cử viên độc lập là Robert Kennedy Jr được 16%, Connie West được 3% và steal stand được 3% và con số này nếu cộng lại thì à, gần như là ông Trump trước đây đã thua cho Joe Biden 48 45 à, trong cái cuộc thăm dò vào hồi tháng 3 của Quinnipiac. Tuy nhiên thì giờ đây à, có thêm ông Kenny West, à, ông Kenny à, Kennedy, ông West và Steele thì ông Trump lại dẫn trước Joe Biden là 39 trên 38 và mức ủng hộ cho Joe Biden đã dưới mức à, 35% so với tháng 3 là được 37%. 61% không đồng ý cái vai trò của tổng thống của ông ta gia tăng từ 59% hồi tháng trước và trong cái cuộc ta mặc dù việc này diễn ra trong lúc mà ông Trump đang có phiên tòa ở New York và 46% họ tin rằng ông tổng thống có thể à, làm một điều gì đó bất hợp pháp. Tuy nhiên, 45% nói rằng ông không có làm gì bất hợp pháp và hầu hết nếu như mà ông Trump bị kết tội thì 21% nói rằng họ có thể sẽ không có à, bỏ phiếu cho ông, 62% nói rằng nó không ảnh hưởng tới lá phiếu bỏ cho ông và 15% nói rằng họ sẽ càng bỏ phiếu cho ông hơn. Đây là một trong những cái cuộc thăm dò mới nhất của trường đại học Winnipeg đưa ra và cho thấy là càng có thêm phiên xử, càng có thêm những chi tiết liên quan tới phiên xử thì người ta lại có xu thế ủng hộ cho ông Trump nhiều hơn. Thì quý vị, điều này cho thấy rõ ràng là phía Đảng dân chủ đang bị vướng một cái rất là lớn một phần tức là họ thiếu đoàn kết, một phần thì à, cái chiến lược tranh cử của Joe Biden không muốn có những cái tin tức liên quan tới tòa án xét xử ông Trump để gây ảnh hưởng tới các cuộc thăm dò. thì chiến dịch tranh cử của Joe Biden là như vậy. nhưng những kẻ mà thuộc cái gọi là bên đảng dân chủ mà gọi là cấp tiến cực tả đó, thì họ hạ quyết tâm là phải triệt ông Trump bằng bất cứ giá nào. do đó, quý vị, họ thúc đẩy cái phiên tòa đi nhanh hơn và đi lẹ hơn và kết quả thì quý vị nó, đã, nó là làm cho cử tri thấy ra rõ ràng đây là đảng dân chủ có sự chia đẻ thứ hai là họ thấy rõ ràng phiên tòa này càng lúc càng mang màu sắc chính trị chứ không phải là một cái phiên tòa hình sự bình thường nó mang đầy màu sắc chính trị khi mà những kẻ truy tố đang tìm đủ mọi cách để mà kết tội ông trump thì cái chuyện này tôi đã nói trong cái livestream trước rồi là về về cái việc mà ông Trump sẽ bị kết tội. Tuy nhiên thì quý vị giống như tôi nói nó sẽ làm cho người dân Hoa Kỳ có một số người sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng đa số còn lại sẽ đứng về phía ông Trump nhất là khối cử tri độc lập. Khối cử tri độc lập họ nhìn cái vụ các cái vụ án nhắm vào ông Trump đều mang màu sắc chính trị. Và gần như bây giờ trong khối cử tri độc lập thì ông Trump vẫn chiếm phần hơn so với lại ông Joe Biden. Và đặc biệt là sáu tiểu bang chiến lược trong lúc ông trump không thể đi vận động được ông đang kẹt uh, tuần này và trong mấy tuần tới ngoại từ tuần này tại ở michigan nó gần new york thì ông có thể vận động ở michigan rồi quay trở lại new york nhưng mà quý vị gần như là ông trump đang bị giới hạn trong các cuộc đi vận động nhất là những tiểu bang xa xôi như là georgia rồi ở uh, arizona nevada vân vân đây là những tiểu bang chiến lược ông trump không thể tới vận động được trong vòng 6 tuần lễ và bởi vì ổng bị kẹt ở new york rồi bay đi bay về không kịp nữa tuy nhiên thì quý vị cái uh, việc mà họ tìm cách cản trở ông trump vẫn không cản trở được cái sự ủng hộ của những khối cử tri độc lập năm nay gần như là khối cử tri độc lập được xem là quan trọng nhất khối cử tri của đảng cộng hòa gần như là solid dành cho ông trump solid tôi gọi là solid tức là chắc chắn đó là bởi vì gần như là họ thấy được bây giờ chỉ có donald trump thôi và ông cũng là ứng cử viên duy nhất của đảng cộng hòa Mặc dù cái cuộc bầu cử sơ bộ kết thúc vào ngày 4 tháng 6. Nhưng tới giờ phút này thì không còn đối thủ nữa. Và coi như ông mặc nhiên trở thành ứng cử viên được đề cử của Đảng Cộng Hòa rồi. Và cái khối phiếu của Đảng Cộng Hòa không suy chuyển bao nhiêu cả. Trong khi ngược lại, khối phiếu độc lập. Khối phiếu độc lập thì lúc trước, trước khi mà các cái phiên tòa này bắt đầu tôi đưa tin tức ra đó quý vị. Thì họ bị phân vân phân nửa. Tức là phân nửa ủng hộ cho Joe Biden. Phân nửa ủng hộ cho ông Trump. Nhưng tới giờ phút này thì gần như là khối phiếu của độc lập đã áp đảo bên phía Joe Biden. Tức là cái khối lượng ủng hộ cho ông Trump lên có thể tới 6-70%. Lý do thứ nhất là họ thấy rằng cái phiên tòa này mang màu sắc chính trị. Và đây là cái đòn bức hại chính trị rất trắng trợn của Joe Biden. Và thứ hai, họ quan tâm vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế là ưu tiên hàng đầu của họ thì quý vị thấy là mức ủng hộ của Joe Biden từ 37% hồi tháng trước bây giờ tụt xuống còn có 35%. Trong khi cái mức mà gọi là không chấp thuận ông ta trong vai trò tổng thống điều hành kinh tế quốc gia. Từ năm tháng trước 59%, tháng này lên 62%. Thì quý vị thấy rõ ràng cái vấn đề kinh tế là vấn đề then chốt của mùa bầu cử năm nay. Mặc dù đảng Dân Chủ đang kích động cái vấn đề phá thai, dùng phá thai để trở thành một cái tiêu đề tranh cử của họ nhưng có vẻ như cái vấn đề phá thai nó không phải là trọng tâm của các cử tri trong mùa bầu cử năm nay mà trọng tâm của các cử tri thứ nhất là vấn đề kinh tế thứ hai là chính sách đối ngoại chính sách đối ngoại đó là cái uh, chính sách đối với lại phía của trung đông đặc biệt là của do thái và hamas do thái và iran thì quý vị thấy rõ ràng trong mấy ngày qua rất nhiều những trường đại học những kẻ ủng hộ Palestine đã tràn vào các trường đại học và ngày hôm qua thì trường đại học UT của Texas đã cho bắt giữ một số những kẻ biểu tình rồi. Tức là nó lan rộng ở tất cả các trường đại học trong cái chủ nghĩa bài Do Thái. Thì quý vị, Joe Biden thì bị mất phiếu rất nhiều ở trong cái lĩnh vực này bởi vì chính sách đối ngoại của ông ta bị xem là thất bại. Thất bại ở chỗ là không kềm chế được cuộc chiến ở tại Âu Châu khiến cho Nga xâm lăng Ukraine. Thất bại thứ hai là không kềm chế được khu vực Trung Đông khiến cho cuộc chiến bùng nổ. Và giờ đây dẫn tới một cái hậu quả là tình trạng nhân đạo ở tại giải Gaza đang trở thành một cái nhức nhối cho Joe Biden. Nhức nhối là bởi vì hiện nay tất cả những kẻ mà biểu tình ở trong các khu viên trường học đều phản đối cuộc chiến của Do Thái. Trong khi đó Joe Biden ở thế phải ủng hộ cho do Thái. Cho nên cái khối phiếu độc lập và cái khối phiếu của giới của Đảng dân chủ đã bắt đầu nghiêng. Đã bắt đầu nghiêng, thậm chí là quý vị thấy là họ còn để chữ là blood in your hand Biden, tức là máu trong tay của ông đó ông Biden. Thì quý vị thấy rõ ràng là họ rất là gọi là à, bất mãn cái chính sách hỗ trợ do Thái của Biden. Nhưng mà bây giờ không phải Biden tổng thống khác cũng phải hỗ trợ cho do Thái thôi bởi vì Do Thái là cái quốc gia quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ. Nhưng mà xui cho Joe Biden là trong thời gian ông ta cầm quyền, ông ta đã không đủ sức, ông ta đã không đủ sức để kềm chế các cuộc chiến. Do đó cái vị bây giờ nó nổ ra thì ông ta bị mất phiếu, nhất là giới trẻ. Giới trẻ bây giờ bắt đầu có cái nhìn khác hơn so với 4 năm trước đây và 8 năm trước đây. 8 năm trước đây họ ủng hộ cho Hillary Clinton. Bởi vì họ thấy rằng là ông Trump là một kẻ không có xứng đáng làm tổng thống. Bởi vì cái cuộc sống cá nhân và những cái tai tiếng mà họ đám truyền thông cánh tả mang tới cho ông. Nhưng mà cuối cùng thì ông Trump vẫn thắng. Rồi tới năm 2020 thì quý vị cái cái sự thù ghét ông Trump nó bùng phát lên tới mức cao điểm do sự kích động của các công ty truyền thông. Và đồng thời là do cái việc mà gọi là À, một số những thành phần mà họ gọi là à, hồi giáo và một số thành phần gọi là không ưa ông Trump đã kích động và đã dân chủ là cái là cái động lực chủ chốt thúc đẩy tất cả những cuộc bạo động trong cái chết của George Floyd cộng thêm đại dịch vân vân và vân vân nó khiến cho ông Trump bị thua và đám trẻ lúc đó vẫn tin rằng ông Trump là một kẻ xấu không đáng làm tổng thống năm 2020 nhưng bây giờ qua tới năm 2024, tình hình hoàn toàn thay đổi. Đám trẻ bắt đầu nhận ra được cái chính sách kinh tế của Donald Trump so với chính sách kinh tế của Joe Biden. Do đó, cái đám trẻ bây giờ cần là khả năng có thể ra tự sống được và tự kiếm tiền được. Nhưng bây giờ quý vị, tình hình kinh tế khó khăn kiểu này, đám trẻ gặp rất là nhiều những cái bế tắc. Đặc biệt là những đứa mà mới ra trường được vài năm đang có giấc mơ mua một căn nhà, làm chủ một căn nhà, coi như tuyệt vọng. Nhất là những giới trẻ ở California. Giới trẻ California không còn đủ sức hay là ở New York không còn đủ sức có thể giấc mơ làm chủ căn nhà trong vòng 10 năm. Even nó làm liên tục, đi làm liên tục trong vòng 10 năm thì tiền để down payment và tiền chi trả cho căn nhà không đủ. Tại vì California bây giờ sơ sơ căn nhà 1 triệu đô la rồi quý vị. Tức là đám trẻ không còn cơ hội để có thể làm chủ một căn nhà. Cộng thêm cái chi phí đời sống cao và tất cả mọi thứ đều cao khiến cho tụi nó bây giờ là rung chân. Lúc trước thì còn rủng rỉnh chút đỉnh tiền trong túi sau khi trừ tất cả những cái hóa đơn. Còn bây giờ đóng xong tháng này là bắt đầu lo tới tháng tới không biết có đủ tiền đóng hóa đơn hay không tiền từ bảo hiểm sức khỏe cho tới bảo hiểm xe, tiền mua chiếc xe, tiền à uh, tiền nhà, rồi uh, tiền internet, những cái chi phí này quý vị nó càng lúc nó càng nặng hơn. Do đó, đám trẻ 18 cho tới 29 tuổi đã rời bỏ cho Biden. Năm nay cái mức ghi danh của đám trẻ này bên Đảng Cộng hòa đã tăng tới 28%. 2020 2016 thì chỉ có 24%. 2020 thì lên 26%. Bây giờ 2024 mới có giờ phút này thôi mà đã tăng tới 28% ủng hộ cho đảng Cộng Hòa. Joe Biden mất dần khối phiếu của giới trẻ. Thì quý vị, do đó tại sao các cuộc thăm dò, mặc dù tôi vẫn nói các cuộc thăm dò là chủ quan, chúng ta không tin được các cuộc thăm dò. Nhưng mà quý vị thấy là gì? Họ một phần nào phản ảnh cái suy nghĩ của giới trẻ. Một cái khối phiếu chủ lực của đảng Dân Chủ khối phiếu chủ lực của đảng chủ do đó lần này coi như là ông Trump càng bị kết án thì dường như cái khuynh hướng ủng hộ cho ông càng tăng lên càng tăng lên quý vị mới thấy tháng rồi cho bên trên trường đại học Quinnipiac thì gác ông Trump 3 điểm bây giờ ngược lại bị ông Trump gác một điểm còn tờ Wall Street Journal thì hai tháng tương tự như nhau tức là trước đó tờ Wall Street Journal thăm dò thì ông Trump vẫn gác 6 trên 7 tiểu bang Tháng này cuộc thăm dò cũng không có gì thay đổi, vẫn 6 trên 7 tiểu bang. Joe Biden chỉ gác ông Trump ở Wisconsin mà thôi. Còn 6 tiểu bang còn lại đều thua ông Trump từ 2 cho tới 8 điểm. Thì quý vị, trường đại học Quinnipiac là tháng trước Joe Biden gác là 48 trên 45. Tháng này Joe Biden bị thua là 38 trên 38 trên 39. Bởi vì có thêm những cái ứng cử viên độc lập ra chia phiếu còn nếu không có các ứng cử viên độc lập thì hai bên xem xem 46 46. Thì quý vị cho thấy rằng là các cái vụ án xử ông Trump vốn không tác động tới những người bầu cho ông Trump. Hầu hết hầu hết không tác động tới những người bầu cho ông Trump. Và khối cử tri độc lập mà họ nghĩ rằng ông Trump bị kết tội thì khối cử tri độc lập sẽ xoay chiều. Nhưng họ lầm. Bây giờ thì khối cử tri độc lập coi như 60 70% nghiêng về phía ông Trump bất kể bất kể là ông Trump có bị kết tội hay không. Lý do thứ nhất, họ thấy toàn bộ các cái vụ án cáo trạng đối với ông Trump đều mang màu sắc chính trị. Và thứ hai, đối với họ, tình hình kinh tế là quan trọng nhất. Họ chứng kiến được sự thất bại của Joe Biden khi thúc đẩy cái nghị trình về môi trường đã khiến cho nền kinh tế của Hoa Kỳ te thua. Bây giờ coi như là họ chỉ muốn là làm sao vực dậy nền kinh tế thì quý vị thấy là vừa rồi thì đài Fox News cũng làm một cái phóng sự với lại cái cuộc rally của ông Trump trước đây. Thì quý vị thấy là những giới trẻ từ 23 tuổi cho tới 28 tuổi đều nói rằng nó no, we need Trump back to White House. Tức là chúng tôi cần ông Trump trở lại White House. Lý do là họ nói rằng họ 4 năm trước đã bỏ phiếu cho Joe Biden. Nhưng bây giờ họ thấy sai lầm. Joe Biden không đủ khả năng để quản lý kinh tế và khiến cho bây giờ họ bị nỗ lực khó khăn Đối diện với lại tiền nhà, tiền cửa Và các cái uh, bill Khiến cho họ phải nhức đầu Bây giờ họ tiếc nuối cái giai đoạn Mà ông Trump cầm quyền No matter what con người ổng ra sao Và ổng đang bị những cáo trạng gì Những đứa trẻ này vẫn nói Chúng tôi vẫn bỏ cho Donald Trump Một số khác thì nói rằng không thích Ông Trump Nhưng mà cũng không bỏ phiếu cho Joe Biden Có nghĩa là họ sẽ chọn Kanye West Hay là Robert Kennedy Jr cho thấy là đảng dân chủ năm nay bị thua không phải vì họ à, là họ, họ họ không chinh phục được cái khối cử tri độc lập mà họ bị mất phiếu tức là năm nay ông trump có thắng cử là nhờ đảng dân chủ bị mất phiếu chứ không phải là ông được tăng thêm phiếu đâu nói thẳng luôn là ông trump năm nay có thắng cử là nhờ đảng dân chủ bị mất phiếu mà không những mất phiếu trong cái ghế hành pháp họ còn sẽ bị mất phiếu trong cái uh, thượng viện của Hoa Kỳ. Hạ viện thì bây giờ thật, nói thật quý vị tôi chưa biết. Tại vì có rất nhiều những thành viên của Đảng Cộng Hòa từ chức trước khi họ hết nhiệm kỳ. Cái ghế họ mở ra nó gọi là open seat thì uh, cái này hơi là nó 50-50. Nhưng trên sàn thượng viện thì coi như năm nay quý vị gần như là Đảng Cộng Hòa sẽ nắm lại cái quyền đa số. Bởi vì ba tiểu bang bây giờ đảng Dân Chủ gác là hai phiếu, 5, 49 trên 51 thì quý vị chính ra thì đảng Dân Chủ chỉ có 48 phiếu thôi. Nhưng họ có ba cái phiếu độc lập đứng về phía họ. Thứ nhất là của Bernie Sanders. Thứ hai là của ông King, tiểu bang Maine. Và thứ ba là của bà Cinema, à, Christie Cinema. Bà gốc là Dân Chủ nhưng mà bà rời bỏ đảng Dân Chủ và trở thành một à, thương nghị sĩ độc lập ở Arizona. Thì đây là ba phiếu thường nghiêng về phía của đảng Dân Chủ. Thì họ chiếm 51 trên 49. Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm nay thì đảng dân chủ đang phải thách thức bởi vì trong tổng cộng 33 ghế ở thượng viện tranh cử đảng cộng hòa có 10 ghế thôi đảng dân chủ tới 23 ghế phải tranh lại mà trong đó đảng cộng hòa đang tập trung vào 3 ghế để giành lại quyền đa số thứ nhất là mặt trận của West Virginia West Virginia là dưới quyền của ông Joe Manchin thì quý vị ông Joe Manchin là một người của đảng dân chủ nhưng mà ổng lại có cái suy nghĩ và chống lại cái thành phần cực tả trong đảng Dân Chủ. Ổng thuộc dạng Old Democrat mà. Gần như là ổng có cái suy nghĩ gần như là bảo thủ. Và West Virginia hiện nay là một tiểu bang Red Tech, tức là một tiểu bang của Đảng Cộng Hòa Kiểm soát. Do đó, lần này mà Joe Maxine không tái tranh cử bên đảng Dân Chủ, cử người khác ra thì sẽ không thắng nổi. Bởi vì đích thân thống đốc của West Virginia tranh cử chức thượng nghị sĩ. Do đó, cái ghế ở West Virginia có vẻ sẽ rơi vào tay đảng Cộng Hòa. Tiểu bang thứ hai là tiểu bang Montana. Montana là một red state và gần như là đảng Cộng Hòa kiểm soát lưỡng viện ở uh, uh, cái uh, hội đồng lập pháp của Montana. Thì quý vị, cái ghế này bây giờ trong tay của đảng Dân Chủ nhưng có nguy cơ bị mất bởi vì cái chuyện xảy ra ở biên giới của Hoa Kỳ thì Montana là một trong những tiểu bang ủng hộ mạnh mẽ cho phía Texas Do đó, gần như là cái ghế của Montana có thể rơi vào tay của Đảng Cộng Hòa. Và thứ ba là tại Ohio. Ohio thì một dân chủ một Cộng Hòa. Jerry Vance trước đây ông Trump endorse, thì Jerry Vance đã trở thành thượng nghị sĩ của liên bang rồi. Cái ghế thứ hai thì bây giờ đang chọn, đang tranh cử là của Coding. Thì quý vị, ông Trump ủng hộ cho một thương gia về ngành xe, tức là chủ một dealer xe. Thì bây giờ quý vị, cái ghế ở đây Ohio cũng là Red State luôn. Ohio cũng là state luôn, nhất là cái biến cố ở Palestine, East Palestine, cái vụ mà lật xe uh, hóa chất đó. Joe Biden gần như là không quan tâm tới khối cử tri tại đây. Tại hầu hết ở East Palestine lại là khối phiếu của ông Trump. Cho nên Joe Biden bỏ một năm trời không thèm ngó tới họ. Vừa rồi thì do tranh cử mới ghé tới thăm họ thôi. Thì người dân ở đây tẩy chay Joe Biden thì quý vị Ohio là một red state cho nên ba cái ghế mà đảng cộng hòa dự tính sẽ lấy lại là West Virginia, Montana và ở Ohio và chưa kể cái ghế thứ tư là ở Arizona được ghế này thì bây giờ có ba người tranh hai người tranh thôi bà Christine Cinema tuyên bố bà sẽ không tái tranh cử nữa thì bây giờ một dân chủ một cộng hòa thì quý vị giờ phút này thì Arizona đang rộ lên cái vấn đề mà và cái luật phá thai từ năm 1877. Thì bây giờ phía của Cộng hòa đã yêu đã đồng ý sẽ bãi bỏ cái luật cấm phá thai này. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái uh, tiểu bang chiến lược mà ông Trump sẽ thắng Joe Biden. Do đó không những là ông Trump thắng mà bên thượng viện cũng sẽ nắm được cái quyền đa số. Vấn đề còn lại dưới hạ viện mà thôi. Dưới hạ viện bây giờ là Đảng Cộng hòa chỉ còn có 218 Đảng dân chủ là 213. Thì các vị có 5 phiếu thôi. 5 phiếu thôi do đó, nếu như mà có một cái à, cuộc lật đổ chủ tịch Hạ viện thì nguy cơ Đảng dân chủ sẽ nắm quyền chủ tịch của Hạ viện. Có có nguy cơ sẽ nắm quyền chủ tịch của Hạ viện do đó quý vị. Về sàn Hạ viện tôi chưa biết, nhưng về sàn Thượng viện là cái cán cân nghiêng về phía Đảng Cộng hòa. Về ghế hành pháp tổng thống thì cán cân đang nghiêng về phía ông Trump. Bất kể ông đang có những cái uh, ông đang có những cái vụ án đang xét xử và đặc biệt là cái vụ án trong tuần lễ này thì giống như tôi nói trong tuần lễ này cuối cùng họ sẽ đi tới kết tội ông. Dù có kéo dài thời gian tranh luận của bồi thẩm đoàn đi nữa thì cái sự kéo dài thời gian này làm cho các bồi thẩm đoàn mệt mỏi. Họ vẫn cần có cái nhu cầu công an việc làm nhưng phải phi đi làm bồi thẩm đoàn thì mất rất nhiều thời gian cuối cùng thì quý vị họ sẽ đi tới một cái thống nhất là kết tội ông trump tại vì đây là cái ẩn cái ý chính của những kẻ ở new york họ cần bản án này để thay đổi suy nghĩ của người dân thứ nhất là suy nghĩ của một số cử tri thứ hai họ cần bản án này để kích động cái cuộc bạo động tại vì họ nghĩ họ đã đánh giá rằng chỉ cần ông trump bị kết tội thì những người gọi là cực hữu ủng hộ cho ông trump chịu không nổi sẽ bắt đầu có những cái hành động ở ngoài xã hội và từ cái hành động mà gọi là mà đứng lên lên tiếng họ sẽ xung đột với thành phần cực tả tức là những thành phần như antifa vân vân thì hai bên đụng độ nhau thì nó sẽ trở thành cuộc bạo loạn và không phải chỉ ở New York mà nó lan rộng trên toàn quốc luôn tức là sẽ có cuộc đụng độ ở ngoài xã hội về bạo động giữa phe cực khủ và phe cực tả khi mà ông Trump bị kết tội thì đây trúng vào cái kịch bản của đảng dân chủ tại vì mỗi lần có bạo động có biểu tình là mỗi lần họ có thể nắm được phần thắng thì quý vị do đó càng tới gần cái càng tới gần cái cuộc bầu cử thì càng gây cấn nhưng càng tấn công ông trump thì cái mức ủng hộ ông càng không suy giảm và vẫn tiếp tục tăng và chúng ta đã chứng kiến được các cuộc thăm dò trong tháng này bây giờ chỉ còn lại cuộc thăm dò của new york times Cuộc thăm dò của uh, Pew Research Center hay là cuộc thăm dò của AP vẫn chưa công bố thôi. Nhưng mà các cuộc thăm dò của Quinnipiac, của Wall Street Journal thì đã đưa ra. Hai cuộc thăm dò này đều cho thấy ông Trump gác điểm. Thì bây giờ chỉ chúng ta chờ cái cuộc thăm dò của AP, của uh, uh, cái có thể của CNN nữa, rồi của um, một số những nơi khác như là... À, cái uh, cái cuộc thăm dò của uh, Phía của tờ MSNBC Hay là NBC Chúng ta chưa biết Nhưng mà mỗi một tháng thì họ thực hiện cuộc thăm dò Thì bây giờ sơ sơ chúng ta thấy Hai cuộc thăm dò ông Trump gác điểm Có thể ngày mai ngày mốt sẽ tung ra Những cuộc thăm dò Nhất là New York Times sẽ có cuộc thăm dò với lại Emerson College Thì tháng trước ông Trump vẫn, vẫn dẫn trước 6 trên 7 Tháng này chưa biết Nhưng có lẽ rằng là cũng không có gì thay đổi nếu có thay đổi là do cái vụ án của ông trump tác động vào cái lá phiếu của người dân nhiều hơn thì quý vị chúng ta thấy rõ là tình hình bầu cử hoa kỳ càng lúc càng trở nên phức tạp hơn và càng khó đoán hơn liệu người ta có thay đổi suy nghĩ khi ông trump bị kết tội hay không hay người ta vẫn duy trì và thậm chí có thêm nhiều người ủng hộ cho ông trump thì quý vị đây sẽ là một câu hỏi mà tất cả mọi người đang trả lời kể cả những kẻ đang mong muốn chuyện này cũng không có câu trả lời chính thức. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.